Chào tất cả cô chú chị hàng nhé. Em lên sóng cho nhà mình một phôi chắc dây vân cực vip. Phôi này 64 cân mọi người nhé. Chùm sụn rất là đẹp, chưa xịt rửa đâu mọi người. Vân quá vip, tím chỉ đen. Phôi đây 64 cân. Có chiều thế này, chiều ngang qua đây là 1m1 này. Cao đây là 98 phân. Những cái nhánh rễ của nó này được 65. Chỗ đây được 23 13 13 13. Đấy. Chất dây. Đoạn đây được 18 này. 16 này. 13 này. 13. Vẫn rất là vip, chiều sâu 30 30. Chỗ đây được 21, chỗ đây được 23, chắc dây. Chỗ đây được 15, 11 11. Chất vẫn quá vip rồi. Nó chỉ lũa phần này thôi mọi người nhé. Còn đâu đặc 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 rễ đặc đẹp lắm, chủ trúc cắt đục đẹp, vẫn quá vip. Đây mặt sau đây mọi người, 64 kg mọi người nhé, 64 kg. Vẫn quá đẹp. Đây cho mọi người xem. Đây để nó lũa, lũa này bực đẽo rồi, để co này nọ đều vip này. Đấy, chùm sụn này. Đâu những cái phần này đặc hết, đặc hết. Chùm chùm. Quá đẹp. Quá đẹp. Vân. Rồi cô chú chị thiện chí phôi này liên hệ em Thương nhá, 0338 918 991.